Xin chào các bạn. Vào mùa gấc chín thì gấc là một cái món mà mình sẽ chế biến được rất nhiều những cái món ăn rất tốt cho sức khỏe, và làm tinh dầu thì nó cũng rất nhiều lợi ích cho chị em. Thì nếu mà vào mùa gấc ấy thì chúng ta sẽ dễ dàng lựa chọn những quả gấc để chúng ta chế biến. Nhưng mà nếu như mà khi mà hết mùa rồi thì chúng ta sẽ không biết là kiếm đâu ra của gấc, món gấc để chúng ta dùng cho cái việc nấu nướng hoặc chế biến của chúng ta. Thì hôm nay bếp nhà Tôm sẽ chia sẻ cái cách mà bảo quản gấc. Và với cách bảo quản này thì chúng ta sẽ bảo quản được trong tủ lạnh là 1 năm. Các bạn sẽ dùng được 1 năm các bạn nhé. Khi nào cần là các bạn sẽ sẵn sàng có gấc và các bạn lấy ra để dùng rồi. Và mình cũng chia sẻ đấy, các bạn mà mua gấc, các bạn chọn những quả gấc đấy căng tròn như thế này và chín như thế này thì chúng ta sẽ có những phần cơm rất chi là ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ sơ chế gấc nhé, chúng ta sẽ bổ gấc để lấy phần cơm gấc. Chúng ta sẽ bổ gấc ra để mình lấy phần cơm gấc các bạn nhé. Đây các bạn ơi, phần cơm gấc rất ngon và đỏ. Đấy, chúng ta sẽ lấy phần cơm gấc ra một cái tô. Và để dễ dàng mà tách được cái phần thịt gấc này ra khỏi cái hạt thì chúng ta sẽ phải để vào tủ lạnh. Chúng ta để vào tủ lạnh mấy tiếng rồi sau đó chúng ta sẽ lấy ra thì nó sẽ dễ dàng hơn nhé các bạn. Đây, mình lấy phần cơm gấc ra xong rồi. Và bây giờ mình sẽ cho vào tủ lạnh để tí mình tách phần thịt gấc ra cho dễ nha các bạn nhé. Và gấc sau khi mình đã để tủ lạnh, mình lấy ra thì bây giờ mình sẽ lấy thịt gấc ra khỏi cái hạt này nhé các bạn nhé. Cũng có rất là nhiều cách để lấy thịt gấc. Có người thì được nắng, trời nắng ấy các bạn, thì người ta sẽ đem cái này ra, người ta phơi khô, đem cái phần gấc đã lấy được, cơm gấc ngày này ta phơi khô và người ta lấy hạt ra cũng rất là dễ dàng. Nhưng với mình thì mình thấy là cho vào tủ lạnh rất là nhanh gọn và lấy ra cũng rất dễ, cho nên là mình đã thực hiện cái cách này. Đấy các bạn thấy không, lấy ra rất là dễ luôn. Và đối với những cái tác dụng từ quả gấc thì các bạn cũng biết rồi. Nấu ăn, nếu nấu ngày xưa mà gấc thì chỉ dùng trong những cái dịp mà lễ Tết đấy. Nhưng bây giờ với cái cách bảo quản này, cả năm chúng ta sẽ có món ăn đến từ gấc. Dụ như xôi gấc, hoặc là chúng ta bây giờ chúng ta làm bánh, chúng ta cũng thay thế màu gấc bằng quả gấc này cũng được. Và đây là phần thịt gấc, cơm gấc mình đã lấy tách ra từ hạt gấc, cũng được nhiều, khá nhiều cơm gấc vì cái quả gấc hôm nay mình chọn nó to và rất là ngon. Thì có cả nhiều cách bảo quản gấc các bạn ạ. Nếu bình thường ra thì có người sẽ để nguyên như thế này và sẽ đóng vào túi ni lông và để trong tủ lạnh. Nhưng với mình thì mình sẽ chọn cái phương pháp là cho vào cối xay, mình xay nhuyễn ra rồi mình mới bảo quản. Thì lý do làm sao mà mình lại chọn cách xay nhuyễn, thì khi mà mình xay nhuyễn thì mình sẽ khi mà mình chế biến đấy thì mình sẽ lấy được hết chất dinh dưỡng từ cái phần thịt gấc. Còn nếu các bạn để nguyên như thế này, các bạn cho trong tủ lạnh và khi chế biến các bạn lấy ra thì sẽ không lấy hết được dinh dưỡng từ phần thịt gấc đâu các bạn ạ, nó rất là phí. Cho nên mình sẽ xay gấc ra nhé các bạn nhé. Mình cũng đã chuẩn bị cối. Đây, máy xay sinh tố. Và mình cho gấc vào, rồi mình sẽ xay. Đây, mình cho phần thịt gấc vào. Và khi mình cho phần thịt gấc này vào cối thì mình cũng cho vào đó một chút rượu nhé các bạn. Rượu nó sẽ mình để ở bảo quản trong ngăn đá. Thì với cái cách bảo quản này, rượu nó sẽ không làm cái phần
thì gấc nó sẽ giữ được rất là đỏ. Đây, mình sẽ cho vào một chút xíu rượu. Đây, cái phần thịt gấc nó sẽ giữ được rất là đỏ và mình sẽ bảo quản được lâu. Và bây giờ mình chuẩn bị xay nha các bạn. Chúng ta sẽ cho tiếp dầu ăn vào đây nhé. Để bảo quản cái gấc này được lâu thì chúng ta sẽ chia nhỏ ra cho vào những cái bịch ni lông hoặc là những cái hộp nhựa đó. Thì mỗi lần các bạn sẽ dùng theo cái món mà mình nấu, cái số lượng tương ứng. Hôm nay chị Hà và bếp nhà tôi cùng các bạn làm hai món gấc, đó là món dầu gấc và món thứ hai đó là gấc để chúng ta cấp đông để dùng dần trong những cái mùa không phải là mùa gấc các bạn ạ. Đó, gấc của chúng ta đã nhuyễn rồi đây. Cái này chúng ta có thể cho vào xào nấu hoặc là cho vào để nấu xôi gấc thì rất là ngon. Chúng ta chuẩn bị sẵn những cái túi zip này. Chúng ta hay đựng thực phẩm ấy, thì là túi zip rất là an toàn và nó kín hơi, chúng ta không phải buộc. Cái lượng gấc này hôm nay bếp nhà tôm chỉ hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cái công thức để chúng ta bảo quản một quả thôi. Nhưng thường thường thì nếu mà làm nhiều ấy thì chúng ta nên làm một lúc khoảng tầm 5-7-10 quả thì chúng ta sẽ có cái khối lượng gấc để dự trữ chúng ta dùng trong mùa trong năm nó đầy đủ hơn. Hôm nay bếp nhà tôm cũng chỉ làm và để đây sơ chế thôi, thì có trong video tiếp theo bếp nhà tôm cùng với chị Hà thì chị chia sẻ cho các bạn cách làm món ăn liên quan đến cái gấc này nhé. Đặc biệt đó cũng có thể là món xôi gấc đầu tiên, sau đó là chúng ta sẽ làm các món tạo màu bánh trái liên quan đến gấc. Nếu các bạn muốn bếp nhà tôm chia sẻ công thức gì liên quan đến gấc thì các bạn comment phía dưới để bếp nhà tôm cùng các bạn vào bếp nhé. Đó, đây là một cái túi gấc mà chúng ta đã sơ chế và chúng ta sẽ cho vào trong tủ lạnh để bảo quản nhé. Hãy đón chờ những video tiếp theo liên quan đến món gấc cùng với bếp nhà tôm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bếp nhà tôm. Hãy like và ấn nút đăng ký để xem những video lần nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chúng ta cho gấc vào trong tủ lạnh bảo quản.